Rồi, xin chào tất cả quý vị chị các bạn ha. Hôm nay thì Kiên có dịp đi qua cái đường Tân Kỳ Tân Quý này, nó nằm bên quận Tân Phú. Thì đây ở đây có một cái xe há cảo ngũ sắc rất là hấp dẫn này, mình sẽ quay lại chia sẻ với cả nhà nhé. Đây là cái xe há cảo nhá. Ở đây cái đường Tân Kỳ Tân Quý này thì buổi chiều nó rất là hay kẹt xe. Rất là hay kẹt xe, mọi người đang đi với tốc độ rất là chậm. Kẹt xe mà còn mưa nữa cả nhà ơi. Đây có một bạn ăn há cảo. Đói quá à em? Trời mưa ăn há cảo hấp dẫn quá à. Đi học về hả? Giờ đi làm. Đi làm, giờ đi làm hả? Đi làm rồi về thôi, cặp xe rồi làm thử. Em có hay ăn há cảo đây không? Không, mình biết anh. Ăn thử lần đầu thì biết là cặp xe cho anh thủ ăn đó chứ. Cặp xe là cho chủ ăn hả? Cặp xe là đi làm. Ăn được không? Đây em ăn rất là hấp dẫn. Lát nữa mình sẽ thử xem nào. Ở đây nó có 9 ngũ vị à? Ngũ sắc à? 9 vị à? 9 vị mà 9 màu à? Mà 5 màu à? 9 vị mà có 5 màu. Thế anh em ăn ngon lành không? Ngon lành thế nào? Ở đây thì có 5 màu sắc nha các nhà. Há cảo ngũ sắc thì gồm có 5 màu nhưng mà đây có 9 vị. Khách mà ăn thì em sẽ lấy trong cái nồi hấp này cho nó nóng, bên ngoài đây thì nó nguội rồi, lát nữa sẽ bỏ vào hấp lại. Đây là cái nồi hấp này, đây là cái nồi hấp rất là nóng nha. Đâu có bán là cho gọi là ăn ở đây đâu, ăn ít lắm, ăn ít chủ yếu là người đi đường đúng không? Anh bán được lâu chưa? Tôi bán được từ người Tân Quý này chắc 3 năm rồi đấy. 3 năm rồi bán từ ngoài đầu đường Trường Chinh á. Trường Chinh với thằng Tân Quý đi vô ở bên kia. Ở bên kia có nghĩa là đây là mình thuê hay sao? Đây em thuê hả? Có nghĩa là mình có mấy xe như này? Hai bánh xe là bây giờ không có người bán thì bán lại một xe. Cái này mình tự làm hay là sao? Cái này là em tự làm luôn á. Giỏi quá ha. Mình bán cũng lâu rồi nên là chắc là mọi người cũng ăn, mọi người cảm nhận ok đúng không? Lát nữa thì cho mình thử xem có ngon không. Rồi ok, anh thử đi. Lấy cho mình thử mấy cái đi. Chín lộ luôn đi. Anh không hết, anh lấy mấy cái thôi, anh trước mấy cái đi. Đây cái xe há cảo này là một của anh chàng đẹp trai này, anh chàng đẹp trai hot boy này đi.
tự làm luôn. Bán ở đây thì anh bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Tôi bán từ 3 giờ tới 11 giờ tối anh. À 3 giờ tới 11 giờ tối. Có khi tới 9 giờ mấy 10 giờ hết rồi. À 9 giờ mấy 10 giờ hết rồi. Bữa mà anh điện em á là bữa đó tới cái 9 giờ rưỡi là em về rồi. À thấy sớm về sớm đúng không? Đừng lừa lấy thôi nha. Đưa để bán rồi em thấy. Bán cho em chứ đi. Sao ông tuyển cô chân dài đến bán hộ? Tại em bán khách ở đây quen rồi. À khách quen đúng không? Người ta không thấy em người ta không mua. À rồi, không rồi. Bảo đây bà xã em đi đủ loại luôn á, bảo bà xã em mà người ta mua biết mà. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 25. À 25 à, 25 này kém mình 5 tuổi. 25 tuổi mà đi ra kinh doanh này giỏi quá. Bao nhiêu anh? À, tại sao nó lại có cái màu như này? Có màu này lá dứa. À màu lá dứa, màu lá dền đúng không? Ồ, là màu tự nhiên đúng không? Không lẽ đúng không? Đây, chàng trai này bán há cảo rất hấp dẫn nhé, được mọi người mua rất là nhiều. Kim cũng mua thử một ít ăn xem là có ngon hay không nhá. Nếu mà ngon thì cả nhà tới ủng hộ chàng trai này nhá. Ở đây nằm ở số bao nhiêu em? Cái gì ạ? Đây nằm số bao nhiêu? 252 A Tân Kỳ Tân Quý đúng không? Ờ, phường Tân Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú. Cái ở ngoài này khi mà khách ăn là mình bỏ vào hấp cho nóng đúng không? Ừ, đúng rồi. À, bỏ hấp cho nóng rồi mới bán cho khách. Để em gấp cho anh đủ loại luôn nha. Gấp vừa thôi ăn không hết. Gấp cái này nào mà nó ngon nhất rồi. Rồi để em bỏ mực vô. Tại mực là bán lẹ lắm. À. Bỏ hết vào hấp đi. Bán vèo cái này hết. Này làm này khó làm không? Cái nào anh? Cái há cạo này. Cái này mình không biết làm thì thấy nó khó chứ thật sự dễ. À, thấy thấy làm hoa hồi thấy đẹp quá trời luôn. Há cạo tôm thịt bông hồng xếp hè bắp mực xíu mai bào ngư. Người lạ ơi xin hãy ghé mua giùm tôi đấy, rất là hay. Trai này còn trẻ mà kinh doanh rất là giỏi nhá, 3k một viên nha cả nhà. Bắp nữa mà bắp nãy em bán hết trơn rồi. À có cả nhân bắp nữa mà bắp hết rồi đúng không? Có đi luôn. Đang muốn đi luôn. Xong rồi vô đây em cũng đăng lên địa điểm ăn uống Sài Gòn luôn. À. Em lên là thấy 254 Tân Kỳ Tân Quý liền. Ừ. Khách quen
sẵn rồi, không quen bây giờ đông à. Ồ bà... làm vô YouTube này nè, thấy nhiều lớp ăn cũng hay lắm. Ừ đó làm thế đây muốn đi hay đến đây lấy hàng lắm luôn, hay đến đây lấy mua hàng đi giao cho khách. Em làm có bí quyết gì để gọi là đặc biệt hơn so với những cái cửa hàng, những cái quán khác không? Những cái quán nữa là bánh mình nó đẹp nè. Bánh mình đẹp nhưng nó ngon. Nhân ngon. Bột nó dẻo nó dai nữa là ok. Bột dẻo dai nữa. Chứ nhầm mà bột mà anh làm rồi thấy nó bột bụng nó không có chắc á. Anh hấp lên rồi nó dễ bể lắm. Ừ. Anh cũng thấy ngoài đường rất là nhiều những cái quán bán há cạo này này, nhưng mà cũng không biết là quán nào ăn ngon quán nào ăn dở thì mình phải ăn thử thì mới biết được. Em làm em hỏi người ta em làm em bán không à, em làm hỏi người ta em làm không có kịp không mình em làm bán không đúng không? Ngày em làm được ở đây cỡ 800 viên là bán 800 viên bán đó ngày ngàn mấy viên bán đó em nói anh thí dụ mà 3 giờ em bán đi mà 4 giờ mới dọn ra chợ á, khách mà đứng mà bu quanh chiếc xe em luôn. Trời, bu quanh chiếc xe anh thì em bán không kịp luôn rồi. Nó 9 giờ 9 mấy hết, 9 giờ 9 mấy hết. Bữa nào mình chậm nhất là 10 giờ. Lúc nào cũng hết bánh. Bánh này là tự tay em làm hết là có ai phụ em không? Không, cái này là mình em làm luôn. Mình làm luôn, mình bán luôn. Wow, giỏi quá. Như em bán gì là về là tối em làm. Tối em làm. Tôi làm mà là bánh bột chụm như đường thẳng hết. Đây cái nồi há cạo của rồi lấy chanh ha. Cuối giờ được lắm. Mực nè. Mực hay mực cái này cái trắng là gì? Cái trắng là dương thịt. Thịt. Còn màu vàng này là xíu mại. Xíu mại. Này là cá cảo bông hồng. Cá cảo bông hồng. Đó, này là tôm. Này là hẹ. Này bánh xếp. Có những bò ngư nữa, mình bò ngư em cũng hết luôn rồi, còn hết bắp hết bò ngư. Ok vậy. Ok vậy được rồi. Ăn vậy rồi. Thử xem ông chủ nói có đúng không? Cái này là hành khô đúng không? Đúng rồi. Hành khô. Rau dăm. Đấy, cứ bán này là mang đi nhiều. Mang đi. Ok, vậy được rồi. Rau dăm vậy được rồi. Thịt vào luôn. Thịt tương cũng cay nha. Ok, hơi cay không sao. Thịt tươi luôn ha. Ừ. Bán cho 2 ngàn không cay. Rồi, cảm ơn tí chú. Ok, cảm ơn em. Đây, hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đây, Kim ngồi ngay tại chỗ ăn luôn. Chua chua ngọt thơm, mùi tương rất là ngon, bên trong thịt rất là béo. Quá hấp dẫn luôn cả nhà. Ngon. Của
ông chủ trẻ nói há cảo này ăn rất là ngon. Đây, bạn làm rất là vừa ăn nhé cả nhà. Ok, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Xin chào, mến chào.